là dược sĩ Trương Thị Nga. Chị là chủ nhà thuốc của hệ thống Tường Phương. Thì chị sẽ giới thiệu cho các anh chị những cái trường hợp mà chị đã hỗ trợ cho những cái người bệnh nhân của mình trong những cái bệnh lý như thế nào. Xin mời Nga em. Mở mic đi em. Mở mic. Hello, chào cả nhà. Trước tiên là cảm ơn các bài chia sẻ rất là hay của dược sĩ Vũ và cảm ơn dược sĩ Trang là người đầu tiên giới thiệu cho Nga biết về cái bộ sản phẩm Vili và đặc biệt là cái sản phẩm Vioxy. Thì hồi xưa giờ Nga dùng cái gì Nga cũng rất là kỹ. Tuy nhiên là cái lần mà mình luôn check trước, check sau, thông tin trước, thông tin sau rồi sau đó mình mới dùng. Nhưng mà vì dược sĩ Trang thì quá là thân mà mình cũng biết chỉ là đàn chị mà chị cũng rất là giỏi. Chị cứ đưa nè uống đi, cái là khuấy ra uống. Thì thật sự là cũng không có tin lắm, cũng ngờ vực. Ồ, nể chị thì uống thôi chứ chắc nó cũng nó gì đâu, không có tin. Cái xong đến chừng mình uống vô chừng 10 phút sau mình thấy cái phản ứng trên cơ thể. Cho nên là thật sự Nga khuyên là các bạn mà muốn tư vấn cái này thì mình dùng thử trước đi rồi mới khuyên được. Tại vì mình phải cảm nhận và mình phải thật sự mình yêu cái sản phẩm đó thì mình mới giới thiệu được. Và nó phải work trên người mình như thế nào. Thì khi Nga dùng xong 10 phút sau thì Nga biết là cái sản phẩm này là dành cho mình. Tại vì trong gia đình Nga là cái gen của nhà Nga là đột quỵ. Bên nhà ngoại là từ trên xuống dưới là ai cũng bị tai biến hết. Ông nội Nga cũng bị đột quỵ luôn. Và khi Nga dùng vô đầu tiên là mình thấy cái não của mình, cái đầu của mình nó rần hết lên. Là mình biết rồi. Thứ nhất là Nga là bị viêm xoang nữa thì chắc chắn nó sẽ tắt tùm lum ở trong đó. Cho nên kinh nghiệm của cái sản phẩm này cho bản thân mình, thứ nhất là Nga dùng để thứ nhất là Nga biết là trong mạch máu của mình là cực kỳ quan trọng. Tại vì mạch máu là cái đường giao thông để nuôi dưỡng cơ thể và detox. Mà nếu nó tắc nghẽn ở đâu đó thì rất rất là có vấn đề. Cho nên khi Nga dùng vô Nga biết đây là đầu tiên là để cho Nga thông mạch trước. Thì thông mạch đó là Nga thấy cái xoang của mình rất là tốt. Ai đã từng bị viêm xoang thì dùng cái này đi rất rất là tốt ha. Cái đầu mình nặng nề và nó sẽ không cần nữa, nó sẽ nhẹ nhàng và mình minh mẫn hơn á. Tại vì máu nó đưa tới thì tự nhiên nó thông minh à, đúng không nè. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cho cái trường hợp mà nó đưa dinh dưỡng tế bào nữa. Buổi sáng nếu mà mình dùng một gói này rồi với những người mà muốn giảm cân đó, thì nó cực kỳ tốt. Tại vì thứ nhất là máu nó cũng đưa oxy tế rồi chất dinh dưỡng nó đưa đến đầy đủ cho tế bào mình, đặc biệt là não nữa. Cho nên mình làm việc trong cái sản phẩm của Vioxin đó thì nó lại có cái chất caffeine. Ngoài cái caffeine ra nó còn có bao nhiêu cái chất dinh dưỡng tốt cho não mình nữa. Cho nên là mình uống vô mình rất là sảng khoái. Thì đó là cái trải nghiệm của Nga nha. Và sau đó thì Nga dùng cho rất rất là nhiều khách hàng của Nga và ai cũng yêu cái sản phẩm này hết. Cũng như là ghiền cái sản phẩm này luôn. Đặc biệt là Nga cho dùng trong trường hợp mà bị cao huyết áp nè, thì giống như cô Vũ nãy có nói thì cái mạch mình nó sẽ nó được thông, thì tức là cái áp lực, cái lực co bóp của tim mình nó sẽ giảm đi, thì áp lực trên mạch máu nó hạ, đơn giản là như vậy thôi ha. Nó là làm cho tác dụng hạ huyết áp nè, rồi những cái chỗ mạch mình nó bị tắc nghẽn á. Và do những cái mảng xơ vữa thì nó lại đẩy những cái mảng xơ vữa ra, nó làm cho mạch mình nó thông nữa, nó giảm cái xơ vữa thành mạch, nó làm cho mạch mình nó mềm mại trở lại, đúng không nè. Rồi lại có tác dụng là thường là mình kinh nghiệm là mình dùng thêm một cái chất gì đó mà nó sẽ làm cho tan những cái mảng xơ vữa đó, là mình hay dùng Nastokina hoặc ai có thể dùng tinh dầu thông đỏ gì đó dùng kèm theo cực kỳ hiệu quả luôn. Có nghĩa là Nga khi mà Nga cho khách hàng dùng Nga guarantee luôn, trước khi dùng Nga bắt đi xét nghiệm máu và sau khi dùng xong thì Nga kêu xét nghiệm máu lại, thì cái sản phẩm nó nói lên tất cả, Nga không cần phải nói gì hết. Có nghĩa là cholesterol trước khi dùng cái sản phẩm, dùng cái bộ mà Nga cho thì nó như vậy, và sau khi một tháng dùng là thấy ngay, không có cần lâu luôn á, là đo lại cái kết quả nó khác. Mình cũng không có cần phải nói nhiều, tại vì Nga thấy nhiều người nói quá trời nói rồi, Nga không thích nói nữa. Đại loại là như thế, mà mình chỉ show cho người ta thấy là kết quả khi người ta dùng là như vậy, sau này nó là vậy. Hoặc là dễ biết nữa là hay tê tay tê chân ha. Các bạn các anh chị biết là người nào mà hay tê tay tê chân thì mình dùng cái này, nếu mà kết hợp với Nastokina sữa thì cực kỳ hay lắm luôn nha. Và đường huyết nữa các bạn, nó có
nó cũng sẽ giúp cho ổn định cái đường huyết nữa. Nga cho dùng rất là nhiều, thì đó là một số cái kinh nghiệm mà Nga dùng và Nga thấy như thế. Thì có thể là một lúc nào đó chút nữa thì một số anh chị cũng sẽ chia sẻ cho các bạn thêm những cái kinh nghiệm khác, thì Nga sẽ dừng ở đây.